Chào tất cả con vợ và tất cả các đầu gấu nhá. Cái clip này ấy, mình lại cập nhật nói về hàng Giang Rồng ở Hà Nội. Hàng Giang Rồng Hà Nội có biệt danh như thế nào và tại sao được nhiều các anh lớn trong giang hồ biết đến và kính nể vài ba phần. Thì nói chung là Giang Rồng quê ở Hà Nội. Giang Rồng được biết đến những cái cận cảnh quay clip cùng với Du Thiên và cả các anh lớn giang hồ khác trong Việt Nam này. Thì Giang Rồng hiện tại vì sao lại mai danh ẩn tích? Mai danh ẩn tích không ra những cái clip trên mạng xã hội. Mọi người đoán sai. Giang Rồng tuy không ra những cái clip ở trên mạng, trên YouTube nhưng mà vẫn phát hành trên TikTok. Nhưng mà để mình đính chính cho mọi người như thế này, những cái vấn đề mình nói sau đây. Giang Rồng được biết đến là một giang hồ mạng khép khép tiếng một thời, từ lúc cùng với Dũng Trọng và Khá Bảnh chưa đi tù thì thường hay giao lưu kết cấu với nhau các kiểu đà điểu, livestream thánh chửi mõm trên mạng xã hội. Nói thật cho anh em như thế này, thằng Giang Rồng ấy có những hình xăm bá đạo, hình xăm rồng, có một tư tưởng lớn, có một bản lĩnh chí khí của một thằng đàn ông. Nhưng mà ra ngoài xã hội không hơn thua với ai cả, không hơn thua với bố con nhà nào cả. Đấy. Nói chung là thằng Giang Rồng này sinh năm 1980. Thì cũng có vài vụ bắt vì vì liên quan đến 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 oánh nhau của Giang Rồng ấy. Thì cũng có liên quan đến vài vụ đấy. Thì cũng vào trại vài ba bốn lần rồi. Thì cũng là đàn em của Dũng Trọng và Phu Lê, thì cũng nói chung là nó khá là bình thường. Vào tù và trại như là đi ăn cơm bữa cả, ăn cơm nhà nước miễn phí mà. Cho nên là đối với thằng Giang Rồng nó quá là bình thường. Đấy. Nó quá là bình thường rồi. Cho nên những cái vấn đề mà nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao Giang Rồng lại quy danh ẩn tích quê ở Hà Nội, sống ở thì thằng Giang Rồng nó cũng có vợ rồi, cũng phải chăm lo cho vợ, không có thời gian rảnh đâu mà lên mạng mõm các kiểu nói la tha luyên thuyên, bệnh tam chi bất hảo. Nói chung là thằng Giang Rồng này nó cũng là một thời vì vai vế sánh ngang vai với Dũng Trọng ở cái đất Hà Nội này, nó cũng là bình dân thôi, kiểu như thằng Khánh Sky nó là gọi là muỗi đốt inox đấy. Đó. Anh em nói có đúng không? Uy tín luôn đấy. Căn bản là chúng ta sống với điều vì anh em, thì anh em sống vì chuyện mình thôi. Nói chung là vì anh em cả, không có gì là quan trọng cả. Ở xã hội này anh em quan trọng là dùng cái đầu này
dùng cái đầu cả, sống dùng cái đầu, còn làm cái gì, nói chung là nghĩ trước mình mới làm xong, đúng không? Đấy, thì trong cái clip này mình chỉ cập nhật về dao rồng, tại sao lại quy danh ẩn tích và tại sao vào tù mấy lần. Thì nói chung là dao rồng này nó cũng vào bóc lịch khá là nhiều rồi, vài vài ba năm thì qua đối với dao rồng quá là bình dân thôi. Lý do tại sao dao rồng lại quy danh ở ẩn tích thì cái này là có vợ rồi thì ở nhà chăm lo cho vợ, không dám ra đường chạy lông nhông nữa. Đấy, dao rồng ấy. Đấy, thì anh em cũng dễ hiểu thôi mà. Ok, anh em nhớ like, subscribe và đăng ký chia sẻ cho mình nhá. Nhớ like, subscribe nhá và đăng ký chia sẻ cho mình.